không được. Cú sút rất nguy hiểm của Quang Hải. Bóng đi liếm sang ngang. Xuân Trường Đức Huy và cướp bóng trong sân của Xuân Trường. Không được, rất may Sesman đã đứng đúng vị trí của mình. Chuyển khai bóng rất mạch lạc. Đức Huy, Văn Hậu, Cô Ma, Quang Hải. Đức Huy rồi. Rất may pha sút bóng của Đức Huy ôm gọn trong vòng tay của Siết Ma. Phạm lỗi. Bây giờ thì các cầu thủ đã được chuyển qua là phạt rất nguy hiểm. Tiếp tục là pha tấn công vào cầu thủ Hà Nội. Những phút cuối cùng của trận đấu này thì Hà Nội đang chuyển cái bóng mạch lạc hơn. Đoàn Văn Hậu. Rất hay, Kim Bông Duyên. Văn Thanh đang có vẻ như hơi bực bội một chút và không muốn ra sân. Chúng ta cùng theo dõi xem Văn Thành sẽ cư xử thế nào với huấn luyện viên Lee Tae-hoon khi anh tỏ ra không hài lòng. Bây giờ chúng ta cùng quan sát liệu có bắt tay không. Không hài lòng, không bắt tay. Như vậy Văn Thành quyết định không bắt tay các trợ lý của mình, trợ lý huấn luyện viên. Không bắt tay. Thank you.